Bài 25 tự cảm trong trình vật lý 11 có những nội dung gì? Hãy xem hết video này nhé. Thứ nhất, đó là từ thông riêng. Chúng ta xét một khung dây kính C có cái dòng điện I, thì trong khung dây này xuất hiện từ thông phi bằng N với cos alpha. Từ thông phụ thuộc vào từ trường B, mà từ trường B này được sinh ra bởi chính dòng điện trong khung, nên chúng ta suy ra từ thông tỷ lệ với dòng điện I trong khung dây đó. Do I là dòng điện trong khung nên từ thông này được gọi là từ thông riêng phi bằng L nhân I. Trong đó L là hệ số tỷ lệ hay gọi là độ tự cảm. Từ thông đơn vị là V lan và độ tự cảm đơn vị là Henry. Xét trường hợp đó là độ tự cảm của một ống dây thì L được tính bằng 4pi nhân 10√7 N bình phương nhân S chia L. Và nội dung thứ hai đó là hiện tượng tự cảm. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện mà sự biến thiên từ thông do chính sự biến thiên cường độ dòng điện trong khung dây. Và kết quả hiện tượng này đó là sinh ra một cái dòng điện tự cảm. Dòng điện tự cảm chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Và nội dung thứ ba đó là xuất điện động tự cảm. Thì xuất điện động tự cảm là xuất điện động sinh ra trong hiện tượng tự cảm. E tự cảm bằng trừ delta V delta T. Chúng ta thế biểu thức của từ thông thiên vào thì nó bằng trừ L delta I chia delta T. Nếu cần tìm độ lớn thì E tự cảm sẽ bằng L trị tuyệt đối delta I chia delta T. Delta I chia delta T được gọi là tốc độ biến thiên cường độ dòng điện. Vậy độ lớn của xuất động tự cảm tỷ lệ với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch. Bên cạnh đó thì khung dây còn dự trữ một năng lượng gọi là năng lượng từ trường. Tuy nhiên phần này được giảm tải, các bạn có thể xem thêm trong sách giáo khoa. Học lý gì khó, bạn có thể tủ lò.